Veno. Xin chào quý vị và các bạn. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn cách để rút Son từ sàn FTX về cái ví Son. Thì quý vị có thể sử dụng ví Son tại địa chỉ sonvanare.com hoặc tại địa chỉ là solet.io. Hoặc quý vị cũng có thể add cái ví Son vào trình duyệt web. Như ở đây, tôi đã add cái ví Son vào trình duyệt web rồi. Đó. Ok. Ví dụ ở đây, tôi sẽ sử dụng cái ví Son tại địa chỉ là sonvanare.com. Thì quý vị chỉ cần chọn vào Resave hoặc là biểu tượng copy hoặc là cái mã QR code để lấy cái địa chỉ ví. Đó, copy này. Ok chưa? Copy. Rồi quý vị sang cái sàn FTX. Thì ở đây tôi đã đăng nhập sẵn vào cái sàn FTX. Tôi sẽ tìm đến cái đồng Son. Đây, Son này. Quý vị chọn vào rút tiền. Ô thứ nhất, quý vị nhập số lượng này. Ô thứ hai, quý vị nhập cái địa chỉ ví Son. Ô thứ ba, quý vị nhập cái mã Google Authy2FA. Và hiện tại sàn FTX hỗ trợ tất cả các token chạy trên cái network Son. Và quý vị rút Son từ sàn FTX là hoàn toàn miễn phí. Ok chưa? Rồi quý vị chọn vào rút tiền và quý vị chờ hệ thống blockchain xác nhận. Đó. Rồi, thì trường hợp quý vị rút Son từ sàn FTX về cái ví Son thì nó sẽ không có cái nhầm lẫn gì cả. Nhưng quý vị rút USDT hoặc USDC đi thì nó sẽ có nhiều cái mạng lưới. Đây, ví dụ tôi chọn cái USDT chẳng hạn, chọn vào rút tiền này. Thì ở đây quý vị sẽ thấy rằng cái USDT có 4 cái mạng lưới. Thì quý vị chỉ cần chọn chính xác đúng cái mạng lưới là Solana. Đó. Và quý vị cũng dán cái địa chỉ nhận vào cái ô địa chỉ. Nhập số lượng này. Nhập mã bảo mật 2FA. Đó. Phí rút là 0 USDT. Ok chưa? Rồi quý vị cũng thao tác rút tiền như bình thường. Trường hợp quý vị muốn chuyển Son hay là các token nào từ cái ví Son thì quý vị chọn vào Send. Và quý vị bắt buộc phải có Son ở đây để làm phí mạng. Đó, quý vị cũng chỉ cần nhập số lượng này, nhập địa chỉ nhận. Rồi chọn gửi. Rồi, thì quý vị có thể kiểm tra cái trạng thái giao dịch tại địa chỉ sonscan.io hoặc tại địa chỉ là xbrowser.sonana.com. Quý vị chỉ việc dán cái địa chỉ ví của quý vị vào đây thì nó sẽ ra cái lịch sử giao dịch cũng như là cái trạng thái nạp rút. Đó. Vì ở đây cái ví này tôi chưa có cái giao dịch nào nên là nó sẽ không hiển thị cái lịch sử giao dịch ở đây. Ok. Và quý vị ai chưa có tài khoản sàn FTX thì quý vị hãy lấy cái mã đăng ký mà tôi để bên dưới video. Quý vị đăng ký theo cái mã giới thiệu thì quý vị sẽ được giảm phí giao dịch trên cái sàn FTX. Rồi, tôi xin kết thúc video tại đây.